Ok, xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Machine ATM. Lại là Huy đây. Và trong video ngày hôm nay thì Huy sẽ làm cái video phân tích những cái đồng coin trong DeFi ha. Và cái hệ coin trong video ngày hôm nay và mà Huy sẽ phân tích đó là cái hệ on-coin lending borrowing ha. Và video ngày hôm nay sẽ có chủ đề là coin lending nào trong DeFi đang tăng rất là tốt và cơ hội của chúng ta sẽ là gì. Và video này được tài trợ bởi Coin98 Wallet. Đây là một cái ví lưu trữ tiền điện tử tốt nhất Việt Nam hiện tại ha anh em. Và nếu anh em thấy video này hay và bổ ích thì hãy dành 5 giây để trả 8 nút like và subscribe kênh ha. Và comment phía bên dưới video này một đồng altcoin mà anh em đang quan tâm và muốn mình phân tích các số video altcoin tiếp theo thì mình sẽ phân tích giúp cho anh em nhé. Và để không mất thời gian của anh em nữa, chúng ta sẽ bắt đầu ngay video ngày hôm nay. Thì đầu tiên chúng ta xem qua tình hình tổng quan thị trường. Anh em thấy thị trường hiện tại thì dòng tiền nó vẫn tiếp tục đổ vào nhẹ này và nó vẫn liên tục giữ được ở trên cái mức là 2.300 tỷ đô. Từ cái đợt sụt giảm của giá Bitcoin trong vài ngày vừa rồi á, thì anh em thấy là cái vốn hóa nó cũng không có giảm đi nhiều, chứng tỏ là đó chỉ là một cái đợt chốt lời ngắn hạn của các nhà đầu tư nhỏ lẻ thôi, chứ quỹ lớn họ không có bán ra nhiều. Và thay vào đó thì họ mua thêm rất là nhiều ha, khá là nhiều luôn. Hiện tại thì em thấy là giá Bitcoin là hiện tại trong 24 giờ qua thì nó giảm nhẹ 1,6% và kéo theo Ethereum nó cũng giảm 3,3% anh em. Nhưng mà mình thấy rằng dòng tiền nó đã chuyển sang các cái đồng altcoin mid cap rồi. Anh em thấy đồng altcoin mid cap này. Như là Ethereum Classic nó đã tăng 32% trong 24 giờ vừa qua, gần 100 đô rồi ha anh em. Và em thấy là như cái video mà mình đã có chia sẻ đó là khi mà Ethereum nó tăng lên 3.000 đô thì Ethereum Classic này nó sẽ có khả năng cao nó sẽ tăng lên đến là 100 đô một Ethereum Classic ha. Ok, vậy hiện tại thì mình thấy rằng là dòng tiền nó đang thực sự tập trung vào những cái đồng altcoin mid cap như là top 30 trở lên ha, top 30 cho đến top 10 ha anh em. Và chúng ta sẽ vào nội dung chính đó là coin DeFi. Thì em thấy là sự bùng nổ về cái tài chính phi tập trung là DeFi hiện tại đang rất là crazy. Anh em thấy là như cái biểu đồ ở đây là đây là cái vốn hóa của DeFi ha, từ vốn hóa là hơn 1 tỷ đô thôi và hiện tại nó đang có vốn hóa là 140 tỷ đô ha anh em. Đây là vốn hóa của cả thị trường DeFi, nó chiếm 5,9% so với tổng 2.380 tỷ đô này ha. Và nó chiếm nhưng trong này á, thì cái vốn hóa của Uniswap thì nó chiếm khá nhiều, đó là 16,2%. Và em thấy là cái TVL, tổng giá trị bị khóa trên Ethereum của DeFi á, thì nó đang là 129 tỷ đô. Anh thấy cũng khá là nhiều ha, tổng giá trị bị khóa cũng khá là nhiều. Và những cái đồng coin hôm nay mà mình nói đến với anh em, nó có cái TVL này nè, nó rất là cao, nó đạt top ở trên cái tổng giá trị bị khóa luôn. Đó là ba cái đồng coin này. Đồng đầu tiên sẽ là đồng Maker, đồng thứ hai là đồng AV và cái đồng thứ ba là đồng Compound. Và ba đồng coin này là thuộc dạng coin lending borrowing ha. Và anh em thấy hiện tại thì cái tổng giá trị bị khóa của cái đồng Maker nó là hơn 12 tỷ đô và cái đồng thứ nhì này là đồng hơn 11 tỷ đô và cái đồng thứ ba là hơn 9 tỷ đô ha. Và hiện tại anh em thấy là khi mà chúng ta thấy là một những cái đồng coin nào mà nó có tổng giá trị bị khóa nó càng nhiều á thì cái tiềm năng mà nó tăng trưởng mạnh sẽ rất là cao. Bởi vì sao? Bởi vì cái giá trị của nó bị khóa càng nhiều, chứng tỏ là cái nguồn cung lưu hành trên thị trường nó không có nhiều, cũng như là khi mà nguồn cung mà nó không có nhiều và cái nhu cầu nó càng ngày càng tăng của DeFi á, và kèm với lại cái sự coi là cái sự tăng giá của Ethereum, thì nên thấy là cái DeFi này nó dựa trên cái nền tảng của Ethereum. Và khi giá của Ethereum nó tăng mạnh hơn 3.000 đô rồi ha, và cái phí gas giao dịch của Ethereum hiện tại nó đang giảm rất là nhiều, nó đang thấp ha, nó cũng là một cái sự một cái điều kiện tốt khiến cho các đồng coin DeFi này nó pump cho mình sắp tới ha anh em. Và chúng ta sẽ đến với đồng đầu tiên, đó là đồng Maker. Và trước khi đến với đồng Maker thì chúng ta thấy là đây là cái TVL, phần trăm tăng trưởng của TVL của ba đồng coin này, thì mình thấy rằng là cái đồng Maker này nó tăng trưởng khá là nhiều, nó tăng đến 166% của tổng giá trị bị khóa luôn. Và
đứng thứ nhì là com này, và đứng thứ ba là AV ha. Và hiện tại thì nếu mà chúng ta đầu tư, nếu như mình đầu tư á, thì mình sẽ đầu tư vào những cái đồng coin mà nó đứng top như là đồng Maker và đồng com này ha anh em. Ok, và đầu tiên sẽ là đồng Maker. Thì đồng Maker này như anh em thấy thì từ cái đợt mà trend DeFi nó bùng nổ thì nó đã tăng đến cái mức giá đỉnh. Từ giá đáy giá đỉnh là nó tăng là 1127%, tương ứng với lại nhân 12 lần giá trị rồi. Và hiện tại thì anh em thấy khi mà nó chạm đúng cái mốc Fibo 1.618 ở vùng 5.948 đô này thì nó đã phản ứng và hiện tại đã có một lực chốt lời phía đây này ha. Và theo mình thấy thì với cái tình hình DeFi vẫn có thể phát triển trong thời gian sắp tới á, bởi vì là giá Ethereum nó vẫn còn tăng và phí giao dịch Ethereum nó vẫn nó giảm rồi, cho nên đây là một cái điều kiện tốt cho DeFi, coi DeFi nó boom, cho nên là mình sẽ canh để mình mua thêm những cái đồng coin như thế này ở đồng Maker. Và vùng chốt lời của mình á, là những cái vùng như là vùng 8.500 đô này và vùng 11.000 đô ha. Đây là cái nồi TP chốt lời mà xa đối với những cái đồng coin như Maker. Còn về 04 giờ thì chúng ta có thể trade margin. Chúng ta trade margin thì chúng ta thấy là khi mà chúng ta đọc Fibo thì nó đã điều chỉnh về vùng Fibo 0.5 này. Chúng ta đọc từ đây đến đây ha. Và nó đã điều chỉnh về vùng 0.5 và có một cây nến pin 3 ở đây. Chúng ta có thể mình đang trade long cái đồng, mình đang đặt lệnh trade long cái đồng Maker này và stop loss là mình cài cách dưới cái vùng hỗ trợ một chút để tránh trường hợp bị quét ha. Và mình sẽ gồng lên đến cái cạnh trên của cái name tăng này, cái kênh giá tăng này ha. Và mình thấy rằng á, là nó đang xảy ra tình trạng là phân kỳ đáy nữa, là phân kỳ tăng giá của cái đồng Maker này. Khi mình thấy là đáy của histogram CD thì nó lại thấp hơn đi trước, nhưng mà đáy sâu của giá thì nó lại cao đi trước nè, cao rõ ràng luôn. Thì đây là một cái sự phân kỳ đáy khiến cho giá Maker nó có thể, nó vẫn phần trăm cao là nó sẽ tăng trong những sắp tới ha. Chúng ta sẽ chốt lời ngay tại cái vùng kháng cự cũng như là vùng cạnh trên của cái kênh giá tăng này. Ok, và đây là cái số liệu của Maker. Thì anh em thấy là cái TVL trong 24 giờ thì nó đã tăng 11,09% lên đến là hơn 11 tỷ đô ha. Và em thấy là trong 24 giờ mà nó tăng như vậy thì chứng tỏ là cái hệ DeFi này nó đã đang trở lại rồi ha anh em. Bởi vì là như mình nói lặp đi lặp lại ở cái video này, đó là giá của Ethereum nó đang tăng rất là mạnh và liên tục phá ATH, cũng như là cái phí giao dịch Ethereum nó đang giảm rất là mạnh, cho nên là những cái đồng coin DeFi này nó được hưởng lợi rất là tốt. Ok, và trước khi đến với đồng coin thứ hai thì nếu anh em muốn tham gia vào channel Telegram team mình thì anh em có thể tham gia bằng cách là ấn vào cái đường link mình để dưới phần mô tả của mỗi video, nó sẽ có đường link Telegram group. Anh em ấn vào group để tham gia với team mình cũng như là những anh em trên này để thảo luận cũng như là chia sẻ kinh nghiệm trade coin, hold coin và kinh nghiệm nắm giữ như thế nào ha. Và group của team mình thì hiện tại là gần 15.000 thành viên rồi, thì anh em có thể vào đây để trao đổi kinh nghiệm với nhau ha. Đó, có rất là nhiều anh em đang thảo luận ở trên này này. Ok, và tiếp theo sẽ là đồng AV, đồng coin thứ hai. Đồng coin này thì theo như trên khung tuần thì nó đã tăng hơn, mạnh hơn cái đồng Maker vừa rồi. Nó tăng đến tận là 1.395% lận. Và hiện tại thì anh em thấy rằng khả năng cao những cái đồng coin này nó vẫn còn tăng mạnh, cho nên là vùng chốt lời của mình sẽ là vùng 836 và vùng 1.100 này. Bởi vì chúng ta đo Fibo mở rộng và chúng ta đo Fibo này là Fibo dùng để chốt lời anh em. Và trên khung tuần là những cái khung mà chúng ta dùng để chốt lời. Còn cái khung nào mà chúng ta dùng để mua thì mình sẽ dùng khung ngày. Thì anh em thấy là trên khung ngày thì mình thấy rằng nó đã vừa phá vỡ khỏi cái mẫu hình là cái tam giác giảm rồi. Và nó phá lên và đang là một nhịp quay về retest lại cái mẫu hình này. Cho nên hiện tại mình đang vào một khối lượng volume vừa phải đối với cái đồng AV này, là đồng coin lending trong DeFi ha. Và hiện tại thì mình sẽ mua ở vùng giá là vùng 470 cho đến 472 đô. Và hiện tại thì mình sẽ gồng lên cái vùng là 800 cho đến 1.100 ha anh em. Ok, và tất nhiên là cái video này không phải là video mang tính đầu tư cũng như là không phải là lời khuyên đầu tư, và đây chỉ là mục đích thông tin giúp cho anh em thôi. Cho nên là mọi sự lựa chọn của anh em á, là do anh em ha, cũng như là đầu tư nó mang tính rủi ro, và đặc biệt là trong thị trường crypto này thì việc đầu tư nó mang tính rủi ro rất nhiều, cho nên là video của mình, tất cả video của mình
nó không phải là video mang tính đầu tư hay anh em. Ok, và đây là cái số liệu của cái đồng AV này, trong 24 giờ thì nó cũng có tăng cái mức TVL này rất là nhiều, là nó tăng hơn 10, nó tăng lên đến hơn 10,5 tỷ đô rồi. Nên thấy khả năng những cái đồng coin EV này nó hút cái dòng tiền về rất là nhiều, cho nên nó khiến giá của những cái đồng coin này nó bùng rất là mạnh ha, trong ngày sắp tới luôn. Đồng coin cuối cùng đó là đồng Con. Thì đồng Con này anh thấy là nó đang đi trong một cái nem tăng này rất là rõ ha, nhưng mà khả năng cao mình thấy rằng là nó có thể nó sẽ giảm, bởi vì nó đang chạy cái phân kỳ đỉnh này, là phân kỳ giảm giá ở trên cái khung ngày, đó là trên khung ngày ha, và đỉnh sau của RSI nó thấp đỉnh trước, nhưng mà đỉnh sau giá nó cao hơn và khả năng cao nó sẽ điều chỉnh. Nếu mà nó điều chỉnh về thì mình sẽ canh mình mua thêm ở hai vùng, là vùng 550 và vùng 610 này ha anh em. Ở vậy là nó hợp lưu với Fibo cũng như là nó hợp lưu với cái vùng kháng cự trước đó này. Hiện tại thì vùng mà 550 này là vùng demand tốt cho chúng ta. Đây là cái móc, với các cái móc Fibo chốt lời của mình vẽ ra của cái đồng Con ở trên cung tuần. Đầu tiên sẽ là đồng sẽ là vùng 1.618 của ở vùng 1.100 đô, vùng thứ hai là vùng 1.600 đô và vùng thứ ba là 2.088 đô hai anh em. Hiện tại cái đồng Con này nó cũng đang chạm Fibo chốt lời, Fibo chốt lời 100%, đó là vùng 816 đô hai anh em. Khi mà nó chạm lên cái vùng này nó phản ứng và nó giảm xuống rồi, bởi vì là có phần lớn các nhà đầu tư họ nhỏ lẻ thì họ chốt lời ngay tại cái vùng Fibo này, cho nên khả năng cao là nó sẽ bị phản ứng ở tại đây. Anh em thấy lực bán, lực cung bên trên này rất là nhiều ha. Ok, và mình sẽ canh mình mua đồng Com này ở hai vùng giá là 550 và vùng 610 ha anh em. Ok, và cái video này của mình đến đây kết thúc. Và nếu anh em thấy video này hay và bổ ích thì hãy dành 5 giây để trả tấm nút like và subscribe kênh ha. Và xin cảm ơn tất cả các anh em đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại anh em ở các số video tiếp theo.